Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ lại giới thiệu với các bạn một cây đèn của hãng nội thất IKEA. Cây đèn này có tên là Hecta. Ở video lần trước mình có giới thiệu một cây đèn cũng có tên như vậy, nhưng mà cái series Hecta này thì nó có rất là nhiều loại đèn, ví dụ đèn floor hoặc là đèn gắn trên trần, hoặc là đèn làm việc để chuyển đến trên bàn. Còn đối với cây đèn này thì là cây đèn để gắn lên tường hoặc là kẹp vô những cái kệ có sẵn ở trên tường chẳng hạn. Mục đích của cây đèn này có thể nó giống như là spotlight, ví dụ mình có thể chiếu lên bức tranh, hoặc là mình kẹp vô những cái kệ này chiếu vô chỗ góc ngồi sofa để mình có thể đọc sách chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ mở cái hộp đèn Hecta và giới thiệu cho các bạn coi nhé. Đây có lẽ là cây kẹp và cây bát để mình gắn vô tường. Và đây là tờ giấy hướng dẫn để gắn. Ok, đây là cái đèn Hecta. Trong cái khóa đèn này nó cũng ghi mình sử dụng bóng mát là 7W. Đầu tiên mình sẽ coi sơ cái tờ giấy hướng dẫn. Cái này không cần viết nữa. Cọng dây này rất là dài. Mình nghĩ chắc nó khoảng cỡ 3 mét. Đó. Mình sẽ bóc cái này ra. Thực ra cái này nó khá đơn giản. Hướng cái đèn này ra phía ngoài. Rồi móc cái này vô đây. Đó, vậy là xong. Ok, cái việc lắp ráp này nó khá là đơn giản. Ở bước tiếp theo là mình sẽ gắn bóng vô. Rồi, bước cuối cùng là mình sẽ cắm điện. Ồ. Nhìn nó rất đẹp, đẹp đúng không? Cái này mình có thể xoay những hướng mà mình cần chiếu vô. Giờ mình thử tắt điện trong phòng.
rất là đẹp đúng không? Đó, ví dụ như mình ở tư thế này mình có thể ngồi đọc sách chẳng hạn, sách báo, hoặc là mình chiếu lên phía tường này. Mình có thể xoay lên trên túi rất là dễ. À, đây là công tắc tắt mở. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.